Nhiên ơi, gì vậy? Gọi em chi vậy? Ờ, nãy họ gọi hết tao bụng chưa? Với bữa nay nó điện đi, nó giao cái đơn hàng cái quà khúc đó. Gửi mẹ nhà lấy giùm mày, giờ anh đang tao đi kịch giá. Đi đi, đi thôi. Rồi vậy thôi.